hậu quý vị khán giả đó, cái kênh vlog và sống trong vlog. Thì đây quý vị, đây là quá trình mà cắt tỉa cành rồi, nhưng mà thôi đừng con, đừng ta, đừng được rồi, ta đàng hoàng lắm, ta đàng hoàng trong nhóm bà trận lắm á con. Ta thấy cái ấy tao chỉ cua thôi chứ tao không làm gì đâu mày, yên tâm đi. Đây thưa quý vị, nó cái này tỉa cành cũng đã tỉa rồi nha, để chăm sóc cho cây mai được phát triển. Thì em cũng đi học hỏi được một số cái nè, cái uổng nhảy lên mít ăn mít không ta. Đây đang xịt thuốc, đây đang dùng phân, còn đây thưa quý vị. Ồ mày, nó mình vô ủ rồi hả anh? Mấy bồn hả? Kiếm đường bay qua coi. Ờ đường kia quẹo qua hả? Đây là mấy bồn, bảo đảm quý vị mua mai bình lợi là về nhà chơi là không bao giờ gì trơn. Trời rất là đẹp, chăm sóc vậy mà không đẹp nữa thôi luôn á. Đây thưa quý vị, để em xuống mấy chị kia coi, mấy chị kia không biết có chồng chưa nữa. Nè mình làm cái gì anh? Phúc vô phân hả? Còn bên đây chắc xịt thuốc dưỡng cây hả? Để xuống mấy bà chị, có mấy bà chị nha, bà nào có chồng chưa ta? Chưa chồng nhóc dưới á. Chưa chồng của con hả? Đây thưa quý vị, đó. Ủa mai này mình được bao nhiêu tháng tuổi anh? Hả? Chủ kênh YouTube Đinh Quân Vlog chào cả nhà nha. 13 14 tháng. Gì? Hả? Kênh Đinh Quân Vlog. Hả? Kênh Đinh Quân Vlog. Thì lâu quá thì em không có phát trực tiếp được cả nhà. Có những sự kiện gì thì chủ kênh mới phát trực tiếp được, chứ còn còn không những sự kiện gì chủ kênh sẽ không phát trực tiếp. Đó. 13 14 tháng tuổi quý vị. Và bên đây thì để em đi qua cái chỗ mà mấy chị này tỉa cành dọn lá. Đó. Cứ nhìn bay qua chỗ này được ha. Đâu cần thiết, trời ơi thiệt bỡ vậy khổ gì đâu. Quý vị thấy không? Để được có cây mai cực khổ cả nhà. Đó. Đâu rồi? Trời, ở ngoài này cũng có toilet luôn rồi hả mấy chị? Đây ba người đẹp hả? Trời ơi, quăng quăng là quăng áo bà bao dài. Đây là ba người đẹp trong nấm ai, là nấm ai này quý vị, ai cũng đẹp đó á. Đúng rồi. Bữa nay mình làm cái gì vậy chị? Nhánh hả? À.
Đây em sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhớ ủng hộ cho em chứ, chơi gì tương tác bóp tương tác nhỏ quá trời luôn. YouTube tên Đinh Quân Vlog. Thì hổm rồi kênh bị bóp tương tác nhiều quá rồi. Phải quay phải có người nào đẹp đẹp vô thì nó có tương tác ra loại kênh bị bóp tương tác. Đây quý vị thấy không, để được cây mai thì đẹp như bên kia phải ngồi cực khổ vậy đó. Đó. Ngồi chút xíu chạy lần kia mua mai nữa con nữa kìa. Ở vườn mai của Hữu Đức á. Sao cứ bố đây đó mai con mà đi vô quay vậy, sao không mua mà đi mua lại đằng Hữu Đức nữa. Ủa có bán hả? Có bán em mua. Thì có bán em mua. Em không biết mà. Ừ, nó biết đi. Con. Ừ em nói em biết chứ. Nhiêu cây? Mua nhiều ít. Mua chừng 20 cây hả? Không trời nhiều. Ơi, nhiều lắm. Trời ơi nhiều lắm làm gì quá, trồng từ từ chứ. Bộ quen với vườn mai Hữu Đức nè. Đi xuống dưới quay phim rồi, rồi mua luôn. Nói chung tới chỗ nào mua chỗ đó à. Chứ không phải là ấy. Em quen với Linh, Linh kênh YouTube làm mình lợi á. Nói chung về giai đoạn đầu thì mình quay vậy đi. Còn giới thiệu để cho ông Linh ông giới thiệu mua bán. Mình cũng không quen. Ừ. Không phải, ông kia tự kiếm à. Kênh YouTube nào nấy lo. Đúng rồi, có khách thì em mới dắt, nhưng mà em dắt cánh Long An nhiều. Dắt xuống đây nè, vườn mai đây nè. Ừ. Thì cũng năm sau cũng lớn mới dắt, chứ năm nay đâu có dắt được. Mà yếu quá. Bây giờ có khách thì mình dắt thôi. Đúng rồi, giờ có khách con dắt thôi. Nè, bà con nhớ mua mai, nhớ xuống làng mai mình lợi nha. Khỏi cần gì. Hiếu. Hả? Vườn mai Hoài Hiếu. Vườn mai Hoài Hiếu mà các anh chị mua chân gì xin chị khỏi cần có tới ngay chỗ quán chỉ cho ông cực. Chạy xuống dưới xách cây về trồng hả? À. Cứ ngựa cây thì cũng được rồi. Đó. Mấy chậu mây lá mây bông. Tết em không chạy xuống này kiếm cây mới được. Chịu khó đi xa miếng. Chỉ cần quý vị nhớ là mua ở mấy cái chỗ mà bán ở ngoài thì nó cũng mình cũng không biết mai đó ở đâu đi về. Mình mua mai có cái đâu có khi nào hỏi đâu quý vị. Đâu khoan đâu mua mai có khi nào không hỏi ủa mai trồng đâu. Đó quý vị thấy không, nó trồng cây mai cực khổ chứ không. Ủa ngày một ngày mình tỉa được ba mấy ngàn cây. Năm mấy ngàn cây á. Ba người á. Ba người hả? Sao lại một vòng về là mấy người. Này mình lật lá ra hả? Nghe hả? Ta thấy mặt đâu, thấy lưng không? Hả? Kinh 2. Giờ thấy nguyên cái làng mai nguyên quán vườn mai cũng lớn đó thưa quý vị, thấy không? Đây quý vị nhìn kỹ nè, mỗi một cái là ai
này, cực khổ không cả nhà. Từ một cây mai dày tỉa ra hết dày đó. Ủa này mình tỉa từ nhỏ tới lớn không chị? Đó bà chủ hả? Nếu mình làm ăn tiếng thì mình làm ăn ngày. Trai đâu đẹp anh? Trai đâu đẹp ông xuống quá à? Ước gì có người đẹp nào cái này mới làm mai cũng được. Thôi để em qua em quay mấy anh xịt thuốc. Quý vị, đó. Đó là giai đoạn cực khổ. Để mình thì mỗi người thì có một cái định hướng khác nhau. Hoàn toàn bên kia, quý vị. Đó. Đó là những cái đây. Tại vì cận cảnh nó không có được rõ quý vị. Bắt trước chi trời. Chào mừng cả nhà. Thì đây là những cái luống mai đã được bón ra tưới phân. Đây là nằm công kênh số 4. Chủ kênh YouTube Đinh Quân Vlog là chủ kênh thì thường xuyên đi khắp nơi đưa những thông tin về thời sự. Nhưng mà hôm nay thì chủ kênh thì không có được tập trung vào cái thời sự nữa. Để nằm kênh khác nữa nha quý vị. Em đi quay phim. Đó, từ sáng giờ. Đây quý vị. Bên kia một vườn mai rất là đẹp. Bài bản kìa. À, phốt gì vô phân hả? Đây. Ồ, sống mềm dữ anh. Mềm dữ. Mềm hả? Ừ. Đâu rồi. Thấy anh cút ngang mềm dưới chứ. Rất mềm chứ xuống đâu. Ở này mình mới còn vô phân DB hay là phân phân gà cái dừa đó. À. Cứ gà mình hả? Chứ không phải mình vô phân chuồng. Phân gà nhưng mà nó trộn rồi. À, là mỗi mai cũng đều vô phân gà hết. Phân gà, phân cút rồi. Phân bò cũng được. Nhưng mà đa số là cái phân gà nhiều hơn. Mai này xả bữa hai bữa nước nhiều nó mau tàn cái gì. Mới xả nay mấy ngày làm bún rồi. Từ lễ là nó nhóng đầu cũng ra rồi. Ồ, bên kia cũng chủ vườn mai lớn nha. Kia chủ vườn mai lớn nha. Chủ chung hay riêng? Trời. Từ đây mà về lớn trời đó hả? À, chậu lá kia là hai vợ chồng ông kia ở. Hả? À, chứ phải hai vợ chồng ở hả? Để mình ồ.
Thằng anh ở đi về hả? Ừ? Đi về. Ở chỗ này. Thưa quý vị, nó thấy không? Không có thấy nào mà vừa bay qua mình. Ừ? Này mình tưới cái này mình tưới. Đó là mai bồn mai chậu rồi. Nó hả? Đó là ngày nào cũng tưới á. À. Bánh phúc xong chưa chưa? Dạ. Xong chưa? Dạ. Trời ơi, là coi vô lụm đi chứ tới giờ rồi. Cái gì tới vô lụm dữ trời. Chiều. Chiều phải lụm cái chứ. Đây thưa quý vị nha. Bên kia là mai bồn vô chậu. Đó. À, quý vị để chút xíu anh chụp ngoài màn hình để mà đưa lên hình mail quý vị. Để cho mọi người được chiêm ngưỡng. Có mua mai thì xuống đây mua. Trong là xuống khu vực Bình Lợi quý vị. Là khu vực này mình không có mua được, mình không có trả giá được. Không phải gì tôi nói quý vị nghe là mai nào cũng đẹp như nhau à. Ông Máu Tím là chủ vườn mai ha. Máu Tím là chủ vườn mai hả? Chủ vườn mai sướng sướng dữ ha. Nói vậy cứ nhức đầu lắm. Bụng bự dữ. Đó. Đây thưa cả nhà. À, chủ kênh YouTube Tinh Quân Vlog á thì cũng nói rõ quý vị. Mọi người cũng biết là tôi không còn cái quay những cánh này thì những lời lẽ trong trong là này cũng không được hay quý vị. Thấy xuống đây mà trồng mai gì về trên đó đất mình mới trồng sao làm sao. Ở đâu? Hiệp Hòa. Hiệp Hòa hả? Mà chỗ nào mà trồng được? Là cua. Ừ, trồng bắp trời chứ không được, dùng hũ lên trồng bà phà gì. Thấy có trồng mà. Bà ren của bà ren mới. Là bà ren hết. Thật sự là cây mai là cái cây dễ trồng. Dễ trồng nhất, chỗ nào cũng trồng có nước nào lên cao. Có nước thì nhanh đăng lên cao. Cô bé đó múc lên trồng khơi cho anh. Không phăng, đầu lỗ thấp thấp cỡ như đây thôi. Nói chung cây mai là cây dễ trồng nhất á. Nhất. Cây rau, cây hành, cây lá gì mà thấy mấy khó, cây mai là đơn giản. Nó chỉ có nó có quy định. Dụng ngụ như vậy đó, anh trồng trên mặt. Mà có trồng trên cái cao trời bây giờ thấp mẹ chứ đâu có tiêu đâu. Như anh trồng giờ nè cũng đi mua cây giòn giòn cỡ như trên đó đó. À mua cây giòn giòn vậy hả? Ở cỡ trên cái bồn đen đó. À. Giòn nó có cây đó cỡ phải 3 năm tuổi. Đó, mua cái 3 năm có tay thôi. Giờ này anh đừng có trồng mấy con chỗ này. Thật sự, mua cây cái đó chứ lên. Nhanh ăn, lựa được phải không anh Hoài ha? Nó đâu bây giờ rồi nữa vậy, tại như bây giờ làm từ nhỏ thì bây giờ chỗ ngán chết luôn. Như cây cái này là đỡ ngán nè. Mà mới ghim mới bóp cái bầu mình bỏ vô á. Cỏ mà nó mọc nó xanh mặt luôn á, xịt đầu. Anh nếu mà một mình anh làm đi nha, này anh Hoài anh có công nhiều đỡ đó, lùa ba người đi hàng ngang xuống dưới nhanh, đó này trong đám kia. Sáng á, sáng đây hàng hàng người chứ không phải vô đây đâu. Ừ. Vậy bớt rồi đó. Còn ví dụ như là anh một mình anh mà làm một mẫu này đi, anh ôm mình xịt xuống dưới là quay này cổ mặt lại rồi đó. Xịt đây, xịt đây, mình đó. Cái này mình xịt thuốc dưỡng cây hay gì? Sâu sâu à. Sâu hả? Này tỉa hồi nào mà mau ra tàn. Tuần này đó anh. Tuần hả? Ngoài làm kỹ đẹp quá. Cũng chịu tốn cái cọc. Kệ bà làm. Nó làm cái chục mẫu luôn. Làm lúa rồi chục mẫu còn sống còn nghe được. Một chục mẫu nói xin lỗi chứ anh đi một đi vòng vòng một chục mẫu đất thôi.
Đây mới đây mới có mẫu đó. À, nguyên khu này mới có mẫu vậy ha. Xuống tới mí mí vậy chứ. Xuống tới mí mí túi tà tẹ bên mai cao hả? Ừ. Có mẫu á. Chụp mẫu nó khủng khiếp cỡ nào. À, đừng nói đó bên kia chung luôn nha. Từ đây kéo dài qua tới bên cái nhà chồi đó hả? Ừ. Trời ơi. Mới có mẫu. Mới có mẫu mà dân công quá trời. Đâu, tại anh làm nhiều anh mới mướn dân công nhiều. Ví dụ như lùa 10 người vô làm phát xong lên xe đi ra đám khác. Ừ. Sắp tới mai bùng. Mai bùng lá hả? Sắp phút này mai bùng. Nghe nói về về ôm mấy trăm cây mấy con ngán ớn chết gì. Đâu vậy? Hả? Nói vậy thôi chứ không lẽ giờ mình phải làm chứ mấy không? Phải đi đi học hỏi làm chứ không lẽ giờ trồng y như trồng y cổ kiểu cổ lũ sĩ gì đó trồng xuống cái quăng tại đó nhà anh có trồng mai không có bằng xong rồi hả anh. Nãy giờ tranh thủ ra đường ngồi đây. Hồi chiều đóng cửa. Nhà anh ở đâu mà nhậu? Đó. Nhà anh ở chỗ nào? Kinh hả? Em ở Đầu Kinh. Đầu Kinh hả? Đầu Kinh này quá hả? Đó thưa quý vị. Thì mình nhận thấy rõ ràng đây. Đây mới chỉ một mẫu nhỏ thôi cả nhà. Chứ ông chủ vườn mai này tới 10 mẫu được. Em nghe cũng muốn sốc rét luôn á. Nhưng mà mình nghe mình sốc rét thôi tại vì mình ít vốn thì đương nhiên mình sốc rét. À có nghĩa anh nói là mua cỡ mai cỡ dày vậy hả? Cái này vậy hả? À. Về game làm sao thấy liền lớn gấp đôi liền. Đây có số biển số Long An qua nữa ha. Vòng đi Long An mấy bước. Long An cách đây mấy bước. Vòng qua vòng lại. Để em ra cả nhà. Quán bò nào? Quán nhậu nào? Dạ. Quán nhậu nào? Quán bò trước á, đầu đường này luôn hả? Đầu đường này luôn hả? Dạ. Để quay phim xong ngoài có wifi em dựng video lên cái. Quý vị đây bây giờ nó đây là mai bồn chậu cả nhà, trời rất là đẹp cả nhà, phải nói luôn á, phải nói là mấy những cái mai này nhìn thấy cốt cành đế gì thấy chảy nước miếng thì các bạn nhắc cả nha. Đây nhìn kỹ nha nó. Đây quý vị này phải chơi kiểu bonsai đây đi trồng
Mấy ngày này ngày nào mình cũng tưới anh. Ở trong kia cũng ngoài có anh luôn. Giờ đây anh kia lên trên trụ á. Cái này mình vô mình bứng rồi mình vô vô bồn như chậu vậy, tại để cái này cho mát thôi chứ như chậu như nhau mà. Có lưới lót lưới hết rồi. Mai này về tới thì nó ok hơn, không sợ bị rụng đông sớm. Mai về ngay này tới ok rồi còn gì nữa. Về mai mốt ai mua về trồng thì trồng dưới đất để như trên những lồi trong bộ đế rất là đẹp nè. Đây quý vị em đi vòng vòng chút xíu coi nha. Đó. Đó, thấy không? Này tới Tết là ok rồi. Ủa này mình trồng hình như giống với cho cháu với chưa dừa thôi hả? Con gà, con bò chứ. Trộn lại. Thôi chào tạm biệt ở nhà nha. Nếu ai mà có nhu cầu mua mai thì xuống làng mai Bình Lợi, ghé vườn mai Hòa Hiếu nha cả nhà. Em đây em có giới thiệu mà tự xuống mua đi. Chứ còn nói chung chủ kênh thì không có muốn là nói chung là nhà ý mà giới thiệu mua mai hay mua bán mai thì chủ kênh cũng đang trồng mai nha quý vị. Đó, đây khu vườn này thì buổi chia sẻ các điều của những nhà khán giả, chúc quý khán giả một buổi chiều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hãy đăng ký ủng hộ kênh nha, và nhớ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt bình luận để cho kênh ngày càng tương tác tốt hơn. Thì hiện nay thì thông báo quý vị là chủ kênh YouTube Tin Quân Vlog á, thì cái lượt tương tác á, nó đã giảm rất là nhiều, nói chung là giảm rất là nhiều chứ không còn nữa. Cái lượng tương tác á, của kênh thì nó cũng đã giảm sút, thế là mong cả nhà ủng hộ rất là nhiều. Tại sao hôm nay em ít nói nha. Này em tưới mấy em tưới hả? Tưới tưa hả? Chào tạm biệt cả nhà nha, bye bye.